Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Theo thông cáo được đăng trên trang web của SPU, nhóm điều viên này gồm 6 người đều là nhân viên cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, có nhiệm vụ xác định tọa độ cho các cuộc không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng của Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk. Một trong những mục tiêu ưu tiên của nhóm điều viên trên là các tập đoàn sản xuất máy bay không người lái UAV cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, nhóm đối tượng này cũng chú ý đến những căn cứ sửa chữa trang thiết bị quân sự và nhiều tuyến đường quan trọng vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến, thông cáo viết. Trong những bức ảnh được SPU công bố sau đó, có thể thấy các nhân viên an ninh cơ quan này trong quá trình khám xét nơi ở của nhóm điều viên Nga đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng như điện thoại di động và máy tính xách tay. Trong số vật chứng có ít nhất một súng bắn đạn ghém, một khẩu súng ổ quay và vài viên đạn. FSB cho tới nay chưa bình luận về thông tin được SPU công bố. Trong ngày 21 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc Ukraine tiến hành chiến dịch ở tỉnh Kursk đồng nghĩa sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào cho tới khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn. Những lời vô nghĩa tới từ những người nắm vai trò trung gian hòa giải đã kết thúc. Mọi người đều hiểu rằng sẽ không có thêm việc đàm phán cho tới khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn, ông Medvedev viết trên mạng xã hội. Cũng trong bài đăng trên, ông Medvedev dự đoán việc Ukraine quyết định thực hiện chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk sẽ chỉ khiến Kiev hứng chịu thêm nhiều tổn thất về người và khí tài quân sự. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã có một số cuộc thảo luận với các đối tác Ukraine xoay quanh mục tiêu dài hạn của chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder, trong cuộc họp báo tối 20 tháng 8 giờ Mỹ, nhận định chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk đã chứng minh được sự khéo léo và sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine. Nhưng khi nói về mục tiêu dài hạn của Kiev tại Kursk, thì điều đó vẫn đang được chúng tôi thảo luận với họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, tuy nhiên giới lãnh đạo Kiev không hề thông báo cho Mỹ về chiến dịch xâm nhập Kursk. Trang mew.in.ua dẫn lời ông Ryder nói trong cuộc họp báo. Khi nhận được câu hỏi từ các phóng viên về việc liệu Washington có cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm ngăn chặn các cuộc phản công của quân Nga tại Kursk hay không, tướng Ryder nói rằng phía Ukraine được phép tiến hành các hoạt động phản pháo mang tính phòng thủ qua biên giới. Mew.in.ua nhận định, những tuyên bố trên của ông Ryder được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk do quân đội Ukraine phát động đã bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ông Putin bất ngờ tới Chechnya gặp binh sĩ sắp triển khai chiến đấu ở Ukraine. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ tới Cộng hòa Chechnya và tới thăm các binh sĩ đang được huấn luyện tại một cơ sở quân sự. Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 13 năm của ông Putin tới Chechnya. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và vùng Kursk. Theo hãng thông tấn TASS, trong chuyến thăm hôm 20 tháng 8, ông Putin và lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov đã đến Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga để quan sát quá trình huấn luyện các tình nguyện viên sẽ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tại đây, ông Putin cũng đã nói chuyện với các binh sĩ sẽ được cử tới Ukraine để chiến đấu. Khóa huấn luyện tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga sẽ đào tạo cho các binh sĩ khả năng sử dụng súng cơ bản, kỹ năng về y học chiến thuật, di chuyển trên chiến trường và tấn công cứ điểm. Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga tọa lạc tại thị trấn Gudermes ở Chechnya, gồm 95 tòa nhà được trang bị các giải pháp công nghệ thông tin đặc biệt hiện đại. Trường đào tạo các lĩnh vực như sử dụng súng, chiến thuật, chiến tranh trên không và trên núi, đồng thời đào tạo vệ sĩ và phóng viên quân sự. Hơn 19.000 tình nguyện viên đã được đào tạo tại cơ sở này kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo các chuyên gia phân tích, việc Ukraine phá hủy các cây cầu chiến lược ở Kursk được cho là nhằm cô lập quân đội Nga trong khu vực và giúp các lực lượng Kiev tăng cường phòng thủ. Ukraine tấn công ngày càng sâu vào vùng Kursk của Nga kể từ cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8. Chỉ sau vài ngày, Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo giới chức Nga, trong tuần qua, Ukraine đã tấn công hai cây cầu, bao gồm một cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky và cầu khác ở làng Svanoe. Hôm 19 tháng 8, các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim ở làng Kharich. Truyền thông Nga cũng chia sẻ thông tin tương tự. Theo các chuyên gia quân sự và nhà phân tích tình báo nguồn mở, việc phá hủy các cây cầu ở Kursk có thể cản trở tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng đồn trú ở phía nam sông Seim và giúp cho Ukraine củng cố quyền kiểm soát trong khu vực.
chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 19 tháng 8, nhà phân tích rủi ro Alex Kovcharov tại S&P Global Market Intelligence cho hay các cây cầu bị phá hủy sẽ khiến Nga chỉ còn một cầu phao để tạm tiếp tế cho các đơn vị. Ông nói thêm, cây cầu phao này cũng đang nằm trong tầm ngắm của pháo binh Ukraine và điều này sẽ khiến binh sĩ Nga băng qua cầu gặp nguy hiểm. Nhà phân tích độc lập tại Kiev Jimmy Rushton từng đưa ra nhận định tương tự hôm 17 tháng 8 sau khi cây cầu thứ hai ở Kursk bị tấn công. Theo ông, việc phá hủy các cây cầu sẽ làm phức tạp nghiêm trọng hoạt động hậu cần của Nga và cô lập các lực lượng Nga ở phía bên kia sông. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, cho rằng Ukraine đang phá hủy các cây cầu để mở rộng khu vực chiếm đóng ở Kursk, tăng cường phòng thủ và sử dụng sông Seim làm rào cản phòng thủ tự nhiên. Các lực lượng Nga đang cố gắng giành lại lãnh thổ nhưng sẽ phải đối mặt với hậu cần hạn chế, ông Hardy nói với Business Insider. Còn trong bài phát biểu hôm 18 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine muốn tạo ra một vùng đệm ở Kursk. Ông Emil Kastehomi, nhà phân tích quân sự của Blackbird Group, nhóm tình báo nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan, cho rằng Ukraine có thể đang tìm kiếm các hướng tiềm năng để tiếp tục tấn công ở Kursk và trục Tekhino-Gluskovo có thể là một trong số đó. Có rất ít mục tiêu chiến lược cần đạt được ở Kursk nên Ukraine có khả năng đang tìm kiếm những chiến thắng về mặt tác chiến. Một chiến dịch chớp nhoáng mà không gây ra tổn thất không cần thiết ở Gluskovo có thể là mục tiêu của Ukraine, ông Kastehomi nói. Cũng theo ông Kastehomi, việc Ukraine phá hủy các cây cầu là một phần trong chiến lược chiếm giữ ở Kursk, nhưng Nga có thể đã chuẩn bị cho kịch bản này và khả năng sẽ xây thêm nhiều cây cầu tạm bắc qua sông để tiếp tế cho binh sĩ. Con sông không nhỏ nhưng cũng không quá rộng, do đó việc xây thêm nhiều cây cầu tạm không phải vấn đề quá lớn đối với Nga, ông Kastehomi kết luận. Ukraine đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thiếu đạn dược trầm trọng. Theo tạp chí Financial Times của Anh, một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở miền đông đất nước tiết lộ một phần lý do khiến quân Nga đang đạt được các bước tiến đáng kể, tiến gần hơn các mục tiêu thâu tóm kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk là Kiev đã chuyển các nguồn cung khí tài, đạn dược khan hiếm về phía Bắc. Vị chỉ huy giấu tên cho hay, các đơn vị của ông đã phải quay lại chế độ phân phối đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ trì hoãn việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine vì các nguồn lực đã được phân bổ lại cho chiến dịch đột kích vùng Kursk. Theo ông, chỉ vài ngày trước khi chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga bắt đầu, hệ thống phòng thủ ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine đã có rạn nứt. Tuy nhiên, Kiev vẫn quyết định điều động hơn 10.000 quân, bao gồm nhiều lực lượng đổ bộ tinh nhuệ và lữ đoàn cơ giới từ Donetsk và Kharkiv tới hỗ trợ chiến dịch Kursk. Đặc biệt, ít nhất 20 đơn vị Ukraine đã tham gia nỗ lực tấn công xuyên biên giới vào Kursk, trong số đó có một số là lực lượng dự bị giúp củng cố các tuyến phòng thủ và hỗ trợ cho binh lính ở tuyến đầu. Financial Times trích dẫn thông tin từ nhà phân tích Nasio lưu ý, Kiev đã mất 51 khí tài ở Kursk, bao gồm xe bọc thép chở quân Marder do Đức cung cấp, xe Stryker do Mỹ sản xuất và các bệ phóng tên lửa HIMARS. Ngược lại, Nga được cho đã mất 27 khí tài trong các cuộc đụng độ ở vùng biên giới này. Cả Moscow và Kiev đều chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.